Cô chào các em đến với phân môn luyện từ và câu lớp 5, tiết 1, củng cố kiến thức và rèn kỹ năng đã học. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại tác dụng của dấu hai chấm. Tác dụng thứ nhất đặt ở cuối câu để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. Ví dụ, Loan hoảng hốt nói với Hoa, chúng mình muộn giờ thi rồi. Tác dụng thứ hai, báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. Ví dụ, trên bàn bày la liệt đủ thứ, sách, vở, hộp thuốc, giấy tờ, bát, đĩa. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn lại tác dụng của dấu ngoặc kép. Tác dụng thứ nhất, đánh dấu ý nghĩ của nhân vật. Ví dụ, Hòa nghĩ, mình không thể làm mẹ buồn thêm nữa. Tác dụng thứ hai, dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ, cả lớp ồ lên thích thú, thì ra là Ngọc, danh ca, đã quyết định đứng lên hát một bài. Tác dụng thứ ba, đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Ví dụ, Ngọc nói với mẹ, con hứa sẽ cố gắng chăm học mẹ ạ. Để giúp các em củng cố nội dung đã học, chúng ta cùng thực hiện những bài tập sau. Bài 1. Dấu hai chấm trong ví dụ sau có tác dụng gì? Và với những kiến lợi phẩm thu được, chúng ta sẽ bắt đầu giàu có. Bởi đây là một cuộc chiến đấu chính đáng và quét sạch cái giống xấu xa này ra khỏi mặt đất là phụng sự Chúa đấy. A. Đánh dấu phần bổ sung cho bộ phận đứng trước. B. Đánh dấu phần giải thích cho bộ phận đứng trước. C. Đánh dấu lời đối thoại. D. Đánh dấu phần thuyết minh cho bộ phận đứng trước. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bài tập 2 đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Các em hãy xem những câu nói sau đây, câu nói nào viết đúng nhé. Câu A. Cậu bé Giống bảo, mẹ ơi, mẹ hãy gọi sứ giả vào đây giùm con đi mẹ. Đây là câu nói của cậu bé Giống, nên chúng ta sẽ sau dấu hai chấm đặt dấu ngoặc kép. Ở đây thiếu dấu ngoặc kép nên câu này sai. Câu B. Cậu bé Giống bảo, mẹ ơi, mẹ hãy gọi sứ giả vào đây giùm con đi mẹ. Dấu hai chấm này được dùng phối hợp với dấu gạch ngang. Câu này đúng. Câu C. Người mẹ rất ngạc nhiên, cậu bé Giống đã nói được. Đây không phải là lời nói của người mẹ mà câu cậu bé Giống đã nói được chỉ là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. Ở đây người ta sử dụng dấu ngoặc kép nên câu này sai. Câu D. Người mẹ rất ngạc nhiên, cậu bé Giống đã nói được. Câu này người ta ghi đúng. Ở đây là lời giải thích cho bộ phận đứng trước nên không cần dùng dấu ngoặc kép. Chúng ta cùng bước sang bài tập 3. Nói tác dụng của dấu ngoặc kép ở cột A với ví dụ tương ứng ở cột B. Cột A. 1. Kết hợp với dấu hai chấm để dẫn lời nói trực tiếp. 2. Đánh dấu những từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt. 3. Dùng để trích dẫn đoạn câu của bài thơ, văn. 4. Đánh dấu một đầu bài thơ, bài văn, một tác phẩm. Cột B chúng ta có các ví dụ. Dũng lém lớp em học rất giỏi, hát cũng rất hay. 2. Bác Hồ nói, thi đua là yêu nước. Yêu nước phải thi đua. 3. Em rất thích bài hát, em vẫn nhớ trường xưa. 4. Nghĩ về mẹ, em lại nhớ câu hát lời ru ngày xưa của mẹ. Bao giờ cho đến tháng 10, thổi nồi cơm nếp vừa ngồi vừa ăn. Các em hãy cùng suy nghĩ và thực hiện bài tập này nhé. Và đáp án của chúng ta là dấu hai chấm để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. Chúng ta sẽ nói với câu, Bác Hồ nói, thi đua là yêu nước phải thi đua. Ví dụ dùng để đánh dấu những từ ngữ dùng với ý nghĩa đặc biệt, chúng ta có câu,
Dũng lém, từ lém nằm trong ngoặc kép. Lớp em học giỏi, hát cũng rất hay. Dấu ngoặc kép dùng để trích dẫn đoạn câu của bài thơ hoặc văn. Chúng ta có: nghĩ về mẹ, em lại nhớ câu hát lời ru ngày xưa của mẹ. Bao giờ cho đến tháng 10, thổi nồi cơm nếp vừa ngồi vừa ăn. Và cuối cùng, dấu ngoặc kép đánh dấu một đầu bài thơ, bài văn, một tác phẩm. Chúng ta có câu: em rất thích bài hát, em vẫn nhớ trường xưa. Bài tập vừa rồi cũng khép lại tiết ôn luyện từ và câu của chúng ta hôm nay. Ở nhà các em ôn lại tác dụng của các dấu câu mà các em đã học. Chuẩn bị bài tiếp theo, ôn tập về dấu câu, dấu gạch ngang.